Nhà vườn Trọng Minh xin chào quý cô bác anh chị và các bạn yêu kênh cả nước nhá. Hiện tại hôm nay là em đang xuất một ít cây gỗ quý, thì tiện là làm cái video quay cho mọi người cùng xem, cũng là giới thiệu với mọi người mặt cây nhé. Đấy, hôm nay tập trung giới thiệu với mọi người mặt cây một số loại gỗ quý. Một khi em làm clip em giới thiệu riêng lẻ nhưng em sẽ giới thiệu chung luôn. Thì ở đây là có một số dòng giới thiệu với các bác. Đây là đinh hương này, gỗ đinh nhá. Đinh thì có hai loại là đinh hương và đinh thối, thì bên cạnh của nó là đinh thối luôn. Nếu như mà nhìn tổng thể các bác thì thấy là cái lá đinh thối và đinh hương là gần giống nhau, không khác nhau gì mấy, rất khó phân biệt. Đấy. Nhưng mà thực chất là nó có đặc điểm khác nhau nhé. Thì cái lá đinh hương nó ở cái phần cây giống ấy thì nó có những cái đốm như này. Đấy. Và ngọn thằng đinh hương nó sẽ được màu đỏ hơn nhá. Đấy, còn đinh thối thì ngọn xanh. Đấy. Đinh thối thì ra ngọn xanh, lá xanh. Đấy, hiện tại ngoài Bắc đang nắng mưa thất thường, thành ra là nó hay bị đốm này nhưng không ảnh hưởng gì đâu nhá. Đinh hương và đinh thối. Đấy. Đinh hương thì hiện tại cây giống đang cao tầm 40, 50, 60 phân thôi. Còn đinh thối thì cao hơn nhá. Để các bạn nhìn cái video có thể thấy rõ này. Tiếp theo là cây lim xanh. Giới thiệu các bạn đây cây lim xanh. Lim xanh cũng cao 70-80. Để trong túi sẵn cho khách rồi. Xách ra các bạn xem nhé. Đó. Đây là lá của cái lim xanh này. Tôi cần các bác xem. Đấy, cây lim xanh. Đấy. Còn đây giới thiệu các bạn tiếp. Đây là cây sao đen nhá. Cây sao đen thì chủ yếu là trồng làm cây bóng mát thôi, không phải là dòng gỗ quý. Đấy. Trồng cây bóng mát, cây đường phố thôi. Đấy. Cây sao đen. Sao đen thì cũng cao mét hơn mét, rất là cao, rất là tốt. Sao đen thì được cái là cái thân của nó rất là thẳng. Đấy. Tiếp theo là cây sa la nhé. Sa la hay còn gọi là ngọc kỳ lân, cũng là một dòng cây trồng bóng mát. Đấy. Hoa rất là đẹp. Đây, tiếp theo là giờ cây sến nhé. Giờ bác hỏi sến lắm mà em lười đăng video rồi quay video để giới thiệu. Tiện đây là hôm nay xếp cây này quay luôn, mọi người cùng xem cây sến. Đây còn lá của cây sến này nhá các bác. Nếu như bác nào chưa tiếp xúc thì xem kỹ cái lá cây sến để tránh bị nhầm nhé. Đấy, sến thì ra ngọn màu đỏ này. Sến bên em ấy thì hiện tại nó đang cao từ 40 đến 60 phân nhé. Đóng sẵn túi cho khách rồi đấy. Tí nữa anh khách anh qua là anh trở về thôi. Đấy, không phải mất công chờ đợi ngồi đóng cây nữa, vì trời hiện tại là cũng hơi mưa. Mà bây giờ chờ đợi đóng cây đã thì khá là vất vả. Đây là cây sến nhá. Đây là cây dáng hương này. Thì giới thiệu với các bạn luôn là cây dáng hương. Cái dòng dáng hương thì ở ngoài Bắc chỉ có hương vàng thôi, dòng hương trồng cây đường phố. Đấy. Rất nhiều bác hỏi hương đỏ hay gọi là hương huyết ấy, thì ở ngoài miền Bắc gần như là không làm giống đấy nhá. Nếu như các bác mà có nhu cầu mua số lượng lớn dòng hương huyết, hương đỏ thì có thể đặt hàng, em vẫn có hàng các bác nhưng phải đặt để chuyển về nhé. Chứ còn nếu mà để mà sẵn hàng hay là nhà vườn làm cái giống đấy thì là không có. Chúng các bạn đặt thì giá nó cũng sẽ hợp lý thôi, không đắt đâu. Đấy, đây là dáng hương nhé. Các bác nào trồng đường phố, trồng công trình, trồng cái công trình thì có thể mua cái dáng hương được. Đấy. Tiếp đến là cây chắc đỏ này. Chắc đỏ cao từ 50 đến 70 phân. Đấy. Lá chắc đỏ nhìn rất giống lá rau ngót nhé, nhưng mà không ăn được. Đấy.
Đấy là một số cái dòng gỗ quý hôm nay em xuất thì là em tiện em quay các bác cùng xem luôn. Và ngoài ra còn có một số dòng khác nữa. Các bác mà có nhu cầu mua cây gỗ quý thì liên hệ với nhà vườn Trọng Minh nhá. Số điện thoại liên hệ là 034 844 8145. Bên em giao hàng trên toàn quốc luôn, và là các bác có thể qua vườn. Cảm ơn tất cả mọi người xem video nhé. Xin chào, hẹn gặp lại với video sau.